Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình phát triển đi lên của đời sống xã hội, có nhiều vật dụng đã không còn phù hợp mà chỉ còn hiện diện trong ký ức của những người đã từng đi qua thời điểm lịch sử mà vật dụng đó còn công năng sử dụng. Một trong những vật dụng như vậy mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình ngày hôm nay là những chiếc máy may, máy khâu, một thời trong các cửa hiệu may quần áo thời trang hoặc phục vụ nữ công gia chánh trong các gia đình. Và giờ đây, chúng đã trở thành những vật lưu niệm được người yêu thích sưu tầm đồ cổ nâng niu, trân trọng. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thì tôi đang ở tại một căn nhà nhỏ trong khuôn viên ở đường Nguyễn Trãi, thành phố Nam Định. Và bên cạnh tôi đây thì là một chiếc máy may có hiệu là Zanic, được sản xuất từ năm 1924. Rất là đặc biệt bởi vì đối với những người trẻ như tôi thì rất hiếm khi được cơ hội tiếp xúc với những thứ máy móc mà có công nghệ từ xưa đến như vậy. Và bây giờ thì xin mời quý vị, các bạn chúng ta cùng gặp với chủ nhân của chiếc máy này là bác Nguyễn Thế Bình ở 60 Nguyễn Trãi, thành phố Nam Định. Vâng, xin chào bác. Bác có thể chia sẻ cho cháu là nguồn gốc và cũng như là cái đặc điểm kỹ thuật của chiếc máy này không ạ? Tôi yêu nghề và tôi đã sưu tầm được cái máy này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái máy này khi đã có rồi, tôi không lắp đầy đủ. Tôi phải bỏ nó ra để các bạn thấy đây là cái phần nắp của nó. Đấy. Bởi vì những cơ cấu của nó, cái thứ nhất nó thô kệch, cái thứ hai nó nặng nề. Đây là cái nắp của nó, khi chạy là phải cho nắp này. Bởi vì nó là gần trăm năm rồi, nó còn gì nữa. Vâng, bác ơi, thì cho thấy là cái phần nắp này thì nó khác hẳn so với những cái phần nắp mà các loại máy hiện tại bây giờ. Nó là bằng gang đúng không ạ? Bằng gang. Hai nữa là bạn hỏi tôi thì tôi xin trả lời thế này. Máy tiên tiến bây giờ ta làm toàn bằng inox, nó rất mỏng, rất nhẹ, đặt vào là xong. Đây các bạn, cái này nặng khoảng 4 cân. Nặng khoảng 4 cân. Tôi bỏ ra để mọi người. Cơ cấu trông rất thô kệch nặng nề. Bởi vì cái thời đó là gần trăm năm rồi. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Thế cái thứ hai nhớ. Cái thứ hai, cái máy này là tôi sưu tầm được. Cái máy này là cái nguồn gốc của cái nghề thợ may đầu tiên. Bây giờ không ai người ta dùng được mà không may quần áo được. Nhưng bây giờ vẫn phải dùng. Chẳng hạn bây giờ người ta dùng cái nguyên lý này để may bao gạo hoặc bao xi măng, khi rút một cái là được ngay, cái may quần áo không được. Nhưng mà mình phải thấy là nếu mà nói về lịch sử máy ai thì những cái máy này là đầu tiên loài người đã tìm ra mà chỉ có một sợi chỉ thôi. Đấy. Xuất phát từ đâu mà bác đã sưu tầm và để lưu giữ lại rồi phục chế lại những chiếc máy như thế này ạ? Nếu bạn hỏi tôi thì xin trả lời bác thế này này. Hiện nay rất nhiều người chơi nhiều lĩnh vực đồ cổ, người ta chơi chum lọ các thứ, nhiều tiền lắm, phải không? Nhưng tôi lại không chơi, tôi chỉ chơi đồ sắt thôi. Trong đó nó có kỹ thuật, nó có linh hồn. Nói thật với các bạn, khi tôi mua được cái máy này, hai đêm tôi không ngủ. Tôi cứ thức lất dậy, tôi lại ngắm, tôi lại nhìn, mặc dầu là cái máy không dùng được. Tức tôi mê đến mức độ đó. Thế thì các bạn cố gắng. Nếu các bạn nào thích chơi hoặc là tôi có lời mời các bạn đến nhà tôi chơi, tôi sẵn sàng. Hiện nay là tôi sẽ qua 2-3 cái máy nữa là sưu tầm để chơi thôi. Đấy thì cũng trả lời bạn như thế. Dạ vâng ạ. Vậy thì bây giờ thì bác có thể cho cháu thử cái máy này để xem nó hoạt động như thế nào ạ? Vì cái máy này cơ chế đó là đạp điện bằng chân, giống như là cái máy may mà vâng. Đây máy là may mà các gia đình hay dùng là nó có một cái bập bênh ở chân đúng không ạ? Đây cái này, cái máy này thì coi như bộ điều tốc của nó ở đây. Máy công nghiệp, nguyên lý của nó thì như nhau. Công nghiệp thì cũng đạp chân thôi. Nhưng mà cái này là lắp của nó, đúng của nó là cái motor này của máy khâu. Thì tôi lắp vào đây, cái ngồi thì cứ khẽ dần. Anh dần sâu xuống thì nó chạy nhanh. Mà dần nhẹ thì nó chạy chậm. Đây thì bây giờ để cháu thử. Anh cứ ấn chân từ từ lắm. Nó phải từ từ.
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thì qua những trao đổi với bác Nguyễn Thế Bình đây thì rất cảm ơn bác vì bác đã chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà bác đã trải qua và giới thiệu cho cháu một bộ sưu tầm những cái chiếc máy mà gần như là bây giờ muốn gặp thì cũng không phải dễ. Và thưa quý vị, thưa các bạn, thì qua đây thì tôi cũng chia sẻ với các bạn rằng là khi gặp bác Nguyễn Thế Bình này thì chúng ta có thể thấy rằng là không phải là tình yêu, là tình yêu giữa nam hay nữ hay là con người với con người nữa, mà nhiều khi tình yêu là gắn với những thứ mà có giá trị về mặt tinh thần, và nó lại còn bao hàm một tình yêu lớn hơn. Ví dụ như bác Bình thì là tình yêu với ngành dệt may và tình yêu với Nam Định quê hương mình.